Hôm nay mẹ của Thiện với em Út đang vô gạo, vô một bọc một bao nhỏ như vậy là 10 kg, 10 kg. Đây là cái phần gạo Thiện với mẹ Thiện xay xong rồi. Thì phần quà này của chú Chính ở Cali gửi cho Thiện là 600 đô la Mỹ. 500 đô là để phát quà gạo, mì gói với một số thực phẩm cho bà con nghèo. Với lại 50 đô là thả cá nhỏ phóng sanh. Còn 50 đô thì chú Chính cũng có gửi cho Thiện. Đây, mẹ của Thiện đang vô gạo thì cái phần này sẽ tranh thủ phát sớm cho bà con nghèo. Do mua lúa xay như vậy á thì cái phần gạo mình biết cái nguồn gốc nó như thế nào, lúa đông sưng thì nó sẽ ngon hơn. Nó xay như vậy là 15 bao ra được bao nhiêu gạo đây nè, 2 4 6 7 8 khúc vô, 8 một khúc thì được 5 bao. Ủa là chưa hết mà, chưa hết khúc. Tính ra cái bao mình tự mua vô nó chắc hơn ha, dày hơn đó. Mỗi bao như vậy là 10 kg, 10 kg Mình phát mua tặng cho người nghèo. gạo, mình mua gạo sẵn thì nó thảy lên thảy xuống đó, cái bao nó mỏng. Ở đây Thiện để phát tặng cho bà con ngon thì mua À, gạo lúa đông sinh phát tặng cho người nghèo. Lúa đó, gạo đông sinh thì nó ngon hơn lúa cũ. Xin xay đã gọi nhiêu bao thế? 32 bao mới dư á, tôi về ăn tới sâu luôn à. Cái Đợt này mình chưa để có. phân biệt được cái gạo đông sinh với vụ hè thu với vụ ba Lúa đồng sinh thì nó lúa đẹp đông hơn sinh ha. đẹp hơn, cái gạo nó trong hơn. Thì do làm ở tháng đông sinh, tháng hạn thì cái thời tiết nó rất là thuận lợi, thành ra làm lúa chúng mà lúc đó thì nó không có bị mưa gió nữa, cho nên hột gạo lúc nào cũng trong hết. Bởi vì thường là lúa đông sinh sẽ mắc hơn lúa vụ hè thu và vụ ba. Gạo trên thị trường bây giờ thì lúa gạo mới là 12.800 đồng. Hôm trước Thiện có mua để đem vô nhà chú khoản đó, đó là lúa mới. Còn phần này là gạo cũ, lúa cũ nè. Chính xác rồi. Xếp mua một cái bao nhỏ vậy là một bao bao nhiêu tiền? Đây nè, mấy trăm đồng? 45.000 900 đồng. 900 đồng cái hả? Không tới 1.000. Vì là người ta bán gạo cho mình là cộng vô 10 kg gì là thêm 1.000 đồng á. Cái bao mà mình tự mua vô anh nó sẽ dày hơn cái bao mình mua sẵn. Mua sẵn thì nó mỏng, mỏng chừng nào rẻ chừng đó, nhưng mà như vậy thì dễ đổ tháo cái phần gạo ra ngoài. Có loại bao 5 kg. Đó có Nhưng mà thường từ Thiện là cho 10 kg, 10 kg là thường hơn. Thì 500 đô Thiện sẽ mua gạo này vào 50 bịch nhỏ đó, là mỗi bịch 10 kg, cộng thêm mì gói với lại cái phần lẻ thì Thiện mua thêm dầu ăn, đường rồi thêm. Cái đó mình sẽ vào trong một bọc luôn để một suất quà như vậy.
nó sẽ gồm có gạo, mì và thực phẩm. Đẹp quá ha. À, thường thì lúa đông xuân người ta sẽ mua trữ lại để ăn trong một năm luôn, tại vì lúa đông xuân nó sẽ ngon hơn, để lâu chừng nào thì nấu sẽ xốp cơm gì đó. Đúng 10 kg 10 kg mỗi một bao. Mười lăm bao là ra 500 kg gạo hả? 50 bao nhỏ là 500 kg hả? Vô rồi phải biết. Bên này 14 bao nè. 14 bao lúa này hết rồi gạo. Thì do miền Trung lũ lụt đó, bà con cô bác cũng ủng hộ miền Trung nhiều. Thì bây giờ ủng hộ miền Trung xong rồi thì cũng có một số cô chú anh chị cũng có gửi tiền giải thiện để tiếp tục ủng hộ giúp đỡ bà con đồng bào miền Tây. Thì thiện ở tỉnh Kiên Giang, thì thiện giúp chủ yếu là bà con ở Kiên Giang thôi, còn lại các tỉnh khác thì có các anh chị khác làm thiện nguyện nó cũng có làm. Gạo này thời gian cách ly dài dữ á. Coi tính từ đông xuân là tháng 3, bây giờ là tháng 11 rồi. Cắt lúa lúc 15 tháng 2. 15 tháng 3. Tháng 3 và tháng 11 là 8 tháng rồi, thời gian cách ly. Không còn dư lượng thuốc với phân gì nữa hết. Nãy giờ được mấy bao rồi sếp? 2 bao cái đếm anh được mấy bịch rồi nha. 10 bao vậy là 1 bao 5 bịch, 9 bao có 45 bịch rồi. Nếu rồi. Vậy là phải xây thêm nữa. 15 bao. Thì thiện nhận được thông tin là chú có gửi về cho thiện là tiền để mua gạo đó, thì tranh thủ ngày hôm nay đi xây buổi sáng đó. Thì bây giờ là được 9 bao gạo. Thiếu khoảng có 1 bao gạo nữa, thì ngày mai xây thêm 1 bao nữa. 1 bao gạo vậy là xếm xây bao nhiêu ký lúa nó mới ra được 1 bao gạo? Chắc khoảng cỡ hơn 100 ký lúa. Khoảng 100 ký lúa. Ai mau lúa xây được 1 bao gạo á. Lúa cho mình. Thì do ở huyện có thiện đó, thì cũng có rất là nhiều xã nghèo, nhưng mà thiện chọn xã nào nghèo nhất đó, thì mình tới đó mình trao quà. Khi mấy bạn có lại đây chơi không nha? Rồi không gọi nó ở đâu? Yeah. Thì canh tới ngang cái mức đó là đúng rồi đó. Mình coi ai chia mình nhiều ít thì mình canh. Còn thiếu bả đặng 3 chị xíu ngày bả đi chơi rồi.
cái gạo lông sinh trơn chùi ha. Còn cái gạo lúa mới thì hơi ẩm ẩm, hơi gít một chút.